Chơi hình dung ra. Chào cả nhà nhé, mình lại tiếp tục làm video về công trình trình thế kỷ của sân Lạch Tray. Quay lại với công trình thôi. Rực rỡ quá. Đầu tiên cứ nghĩ đến công trình nó chỉ làm như thế thôi, ai ngờ CD vẫn sửa chứ. CD lại không tiếp tục sửa. Sửa là mọi người có thể ngồi trên cái này CD được. Đây, xi măng cát đây. Đang từ sâu mà cái cát để đang bằng đèn bằng thẳng lên đấy, siêu siêu lõm ngày xưa nhưng mà ngày nay là phải làm sao tôi bằng đèn công trình có phải vất vả cực kỳ nhỉ. Phòng cái đẹp rồi thì cũng ngon rồi nhỉ. Ai cũng muốn xem cái trai nó đẹp như là thiên đường đấy, nhưng mà đâu biết được nỗi khổ của người công nhân, người thợ. Cổ cổ như đây là tường cổ được đẹp hết. Tường cổ xây kiểu không dùng chỉ để kẻ thẳng vào đây, cứ xây lên thôi, lòng hoàng. Công trình toàn thế kỷ. Thế kỷ. Càng làm thì càng thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Tỉnh bạn mới đến đây, bác này ở tỉnh bạn còn đến đây làm để vậy do công trình nó nhanh hoàn thiện. Nhưng còn năm ngoái chưa có bác này, nhưng năm nay có bác này, mấy nữa còn có con bác này nữa cơ. Hay quá. Mấy nữa nghỉ hè là có hai công nhân nữa cơ. Cứ phải nhiều bác thợ vào để mới hoàn thành công trình nó nhanh gọn được, nhưng mà cứ ít người quá là nó lâu lắm. Ít người quá là nó hay có mưa nó không kịp thời đâu. Rồi, công trình mà cứ gặp thời tiết xấu là cứ chết rồi. Nóng lắm, thế này thì không có sang kia mà vào không. Từ giờ vào cũng không kịp mà. Cút lại. Hả? Cho sang kia một chút. Lại lại xúc ra. Rồi, cho sang bên này. Này, này cũng sửa. Sửa hết. Đợt này sửa 8 phòng mà. Ừ, 8 phòng. Trong tấm này là 8 phòng, còn tấm sau lại tiếp tục. Cứ có công trình là lên đường thôi. Cứ công trình là hoàn thiện thôi. Ồ, ý là xong quá thì lãnh đạo lại đưa cho khu phòng khác. Cũng là hoàn thiện. 8 phòng là mọi người mới thấy tai nghe mà nhìn thấy anh lại làm quá.
dự chùa nó không biết tháng 7 liệu xong được không đi. Khó khăn lắm. Cố gắng.